Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Chuyện ngắn đầu chuyện. Trước đây có vị thư sinh sống ở bên biển. Hắn phát hiện mỗi lần thủy chiều rút. Sẽ luôn có một vùng cá nhỏ mắc cạn ở trên bãi biển cát. Mà mỗi lúc như này sẽ xuất hiện một đứa trẻ không ngừng nhặt cá mắc cạn lên ném về biển. Vì vậy xuất phát từ lòng tốt thư sinh lên trước ngăn cản, này đứa trẻ ngốc, nhiều cá như vậy căn bản không cứu hết được, ai sẽ quan tâm chứ? ngươi ủng công như muối bỏ biển thôi nhưng đứa trẻ lại ngẩng mặt lên trả lời ngây thơ ít nhất con cá này quan tâm buổi sáng bạch hiểu trí thức dậy ra ngoài sân vân mình ngáp đầu toàn học là học sách luận gì cũng quá phản nhân loại rồi lân nhi đứng sau nghĩ giải bài thì rất đơn giản mà ha ha chủ nhân đừng lo tiếp theo hình như là chương trình học võ cả ngày môn sở trường của cô được đó ta thích động thủ có tiếng từ sau a à, phát hiện hồ ly tư đồ rượu giơ tay cao tiết học võ lát nữa hình như phải chia thành đội 6 người trong rừng cây bên cạnh học đường tiến hành nhiệm vụ dã ngoại tư đồ diệu và nhạc thanh phong đi tới gần hồng trì trong đội có bốn người rồi cô có muốn đến không tư đồ diệu hỏi hồng trì hồng trì hỏi lại được đó được đó là bốn người nào lân nhi đứng bên cạnh thì lại không vui vì thư đồng không thể tham gia ta với họ nhạc còn có tam hoàng tử và lão cố yêu đây không phải là đại tập hợp nguy hiểm sao rồi nàng từ chối không không ta vẫn nên đi với đội nữ đi hoa lăng xuất hiện ồ nếu như là nữ ở đây có liền nha người ta cũng có thể vào đội các người chứ bạch hiểu Trí tức giận hoa bạn học hoa nhạc thanh phong trả lời chắc như đinh đóng cột không được chúng tôi đã đưa theo một nữ nhân nhiều thêm một người nữa sẽ liên lụy nhiệm vụ liên lụy hoa lăng tay chống cầm cảm giác như thất vọng đừng như vậy mà nhạc thiếu chắc chắn có thể bảo vệ tốt người ta ngay sau đó hồng chỉ kêu đợi đã các người mời ta không phải muốn hợp tác mà là muốn đưa muội kerry tư đồ rượu liền gọi giai duệ nàng tức giận kéo tay hoa lăng đi xin lỗi xin nhận ý tốt nhưng thi đấu không đường đường chính chính thì không có ý nghĩa gì nữa hoa lăng chúng ta chọn một đội khác hoa lăng bị kéo đi bất ngờ rồi cô rằng tay lại không muốn người ta cho dù chết cũng muốn ở với nhạc thiếu minh chủ hồng chi nhìn thấy vậy thì bất lực chết tình tiết quỳnh giao quỷ gì vậy các ngươi mới bao nhiêu tuổi à khó chơi hoa lăng trong nguyên tắc tính cách từ nhỏ quả thật hơi cực đoan có thể buông bỏ đứa trẻ này mọi người đều thả lỏng nàng bước đi rồi lân nhi bỗng kéo nàng lại chủ nhân hành vi và ngôn ngữ của cô không khớp phương hướng rời khỏi tổ đội rõ ràng ở đằng sau rồi cậu ấy nghĩ rằng mặc dù không nên nhiều lời nhưng nếu như mọi lúc lời nói lúc nãy của cô không sai thiên đạo đang chuyển động quay quanh nhân vật nữ chính vậy thì cô giúp đỡ cố nhân nữ phụ độc ác của cô ấy cũng tuyệt đối sẽ không có kết cục gì tốt Cô làm như vậy thật sự đáng sao? Lân Nhi vẫn đang giữ cánh tay của chủ nhân mình lại, Hồng Chi ngừng lại một chút. Lân Nhi cảm ơn ngươi đã nói những điều này với ta, rồi nàng gạt tay Lân Nhi xuống, nhưng ở trên thế giới này từ trước đến nay không có đáng hay không đáng, chỉ có nguyện ý hay không nguyện ý. Hồng Chi quay lại chỗ của đám họ Nhạc. Đủ 6 người rồi thì đi thôi, chúng ta so thử xem ai tìm được nhiều hương năng, tư đồ rượu giơ tay lên. So thì so sợ cô sao? A Dũng tới gần Lân Nhi đang đứng đó. Xem ra giống như ngươi dự đoán, chủ tử chúng ta đã tổ đội thành công, có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi. Lân Nhi chỉ cúi gằm mặt xuống một lúc rồi hỏi A Dũng, ngươi tin tưởng, xuyên việt thời không sao? A Dũng hỏi lại cái gì với khuôn mặt ngơ ngác, Lân Nhi cười hi hi không có gì, chỉ là mọi người vẫn không hiểu rõ yêu nữ kia khó quấn bao nhiêu, giáo chủ ra lệnh, các bạn học tập hợp rồi, thư đồng không thể tham gia tập luyện rừng cây, toàn bộ về phòng nghỉ ngơi đi. Rồi mọi người quay về phòng, Lân Nhi đi cùng A Dũng, từ vu hoan loại chuyện nhỏ bị thương cho cô ta nhưng không có tác dụng thậm chí dễ dàng đánh rắn động cỏ. A Dũng đi ngay bên cạnh Lân Nhi, vì vậy nhị tiểu thư chúng ta cũng quyết định dùng kế hoạch của ngươi đích thân ra tay, lân nhi cười ha ha vậy quá tốt rồi trung quy ta đã nói rồi tuyệt đối không muốn cho hồng giáo chủ không có kết cục tốt đẹp loại tuyên ngôn đại nghịch bất đạo đó nhóm học đã đến nơi học trên rừng chủ giáo đứng trên được rồi các bạn học buổi học võ hôm nay của chúng ta nắm rõ thử nghiệm nhỏ sẽ tiến hành ở trong khu rừng ngoài học đường này phạm vi đường kính 10 dặm trong rừng đã được các giáo viên nhắc nhở trước phạm vi rồi các bạn học có thể ở khu vực này tìm thấy trên cổ người dân có đeo túi hương đuổi thú một loại túi hương đại biểu cho một điểm tổ mang về số lượng túi hương nhiều nhất sẽ giành chiến thắng cuối cùng ở trong trường học đường đánh giá thêm điểm tư đồ diệu nghe vậy liền phấn khích tiểu gia chắc chắn có thể lấy hạng nhất nhạc thanh phong đứng sau đó khoanh tay hạng nhất là tại hạ mới đúng hăm hai người không phải là một đội sao chủ giáo nhắc thêm đương nhiên trong rừng có dã thú ẩn hiện vì suy nghĩ cho an toàn mong các vị cho dù thế nào đều phải trở về trước khi mặt trời lặn tiền đề của thể hiện thực lực bản thân tận dụng tốt phối hợp đội mới là thắng lợi quan trọng của trận luyện thử này đều hiểu rồi chứ cả lớp đồng thanh hiểu rồi vậy được các tiểu đội nghe lệnh thi đấu giáo chủ ra lệnh chính thức bắt đầu ai cũng chạy tán loạn đi tìm cố tình đang chạy đi thì bị thứ gì đó mắc áo lại anh quay lại thứ gì vậy cả nhóm họ dừng lại quan sát hóa ra là một con sóc cả đám vây thành vòng tròn với nhau hồng trì ở giữa đề nghị cái đó các lão để chúng ta đừng như vậy được không chúng ta không cần được bảo vệ cũng có thể giúp đỡ hay là nói con gái dậy thì sớm hơn nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn nhà thanh phong ngắt lời yêu nữ đừng của ngôn hai vị ngoan ngoãn ngồi ở trung tâm đội đi đừng gây phiền phức là được rồi sau đó hồng trì phát hiện ra thứ gì đó ế các ngươi nhìn bên kia hình như có một người dơm cả đội đều trốn mắt ra là túi thơm nhưng nó mắc ở trên ngọn cây rất khó lấy xuống hồng chi chống cảm suy nghĩ trưởng giáo muốn tập luyện năng lực hợp tác tổ đội của nhóm oa oa này mình cũng nên tận lực dẫn dắt bọn họ cô đề nghị hay là chúng ta chọn hai người trèo lên đi còn lại ở dưới nhận nhà thanh phong đi đến đó không cần phiền phức như vậy rồi cậu ấy lấy đà bật lên chặt gãy người dơm đó xuống sau đó cậu ấy làm xong thì phủi phủi quần áo rồi ném túi thơm cho hồng trì cho cô đó ra ký hiệu cái tiếp theo trong sự ngơ ngác của mọi người nhìn hắn hồng chi lại há hốc mồm khi thấy tư đồ rượu đang ở trên cành cây có túi thơm tính sai rồi cậu ấy trên đó và nói ai có thể ngăn nổi tiểu gia hồng trì lúc này mới nghĩ lại bọn họ từ nhỏ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc làm loại nhiệm vụ nhỏ này làm sao có thể cần hợp tác tổ đội chứ rồi cô ấy ném túi thơm vào vào đầu bứt tóc xuất sự vi tiệp thân tiên tử trường sự anh hùng lệ mãn khâm lệ mãn khâm hoa lăng nhìn cô ấy rồi nhớ lại đêm qua a dũng vào phòng cô nhị tiểu thư tay sai của ma giáo hồng trì đã thành công bị xúi dục hắn nói lý do hắn lưu lạc đến mức này đều là bị yêu nữ uy hiếp cưỡng bức hy vọng có thể được sự giải cứu của tiểu thư cô hoa lăng ngạc nhiên ồ xem ra hồng trì kia quả thật không phải thứ gì tốt đến nỗi tên tay sai cũng ghét cô ta a dũng vẫn quỳ gối báo cáo phải vị tay sai tên lân kia còn dâng lên cho cô một kế hắn nói hắn có thể dẫn đến số ít dã thú ăn thịt cho cô chỉ cần cô ở trước mặt thiếu hiệp còn lại giả vờ bị hồng trì đẩy đến đám sói khiến yêu nữ kia nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch lân nhi đang đứng trước đám sói aia à, cậu ấy xoa đầu mấy con sói muốn để lão yêu nữ kia mất đi lòng tin giang hồ một tội đẩy người đơn giản vẫn không đủ vững chắc vì vậy còn cần các huynh đệ giúp đỡ lân nhi lấy phụ kiện của hoa lăng từ túi áo và đưa cho sói người nào mọi người đều nhớ kỹ mùi hương của nhị tiểu thư hoa ra sau đó tận tình xé nát cô ta hoa lăng đi theo sau nhạc thanh phong cô ngoái đầu nhìn lại phía sau rồi suy đoán tùy tùng của hồng trì có lẽ bắt đầu hành động rồi hoa lăng đưa tay lên cổ như đang bị vấn đề gì đó kỳ lạ tại sao cơ thể hôm nay vô cùng ngứa cái đó hồng trì tới giơ tay chào bạn học hoa có phải là cơ thể cô không thoải mái không hồng trì quan sát sắc mặt của hoa lăng thấy trắng bệch rồi cô ta lấy tay che cổ mình lại và cố gượng cười bổn tiểu thư rất thoải mái đừng quá ghen tị bọn ta hồng Trì mặt có vẻ cam chịu ung um, ghen tị hoa lăng cứ ríu rít bám theo tay nhạc thanh phong rồi sau đó cậu ấy hất ra xin lỗi hoa tiểu thư nhạc gia không có ý liên hôn với hoa gia nam nữ thụ thụ bất tương thân đừng làm rẻ mình hoa lăng nghe như bị đả kích làm làm rẻ sau đó hồng Trì mới giơ tay lên nói với nhạc thanh phong rằng đợi đã tiểu nhạc cô ấy hình như thật sự không thoải mái nhưng nhạc thanh phong không thèm quan tâm đến lời nói của hồng trì mà chi nhắc nhở còn cô nữa hồng trì con gái thì nên có dáng vẻ của con gái tại hạ thấy cô bị thương vì ta cần người bảo vệ mới đặc biệt cho phép cô vào đội đừng không biết tốt xấu hồng trí nghe xong rất tức giận vì chính cô là người tìm ra hơn nửa số túi thơm ồ ha được tiểu thẳng nam rất có khí phách thư giãn gân cốt cùng tỷ tỷ thế nào hồng trí bắt đầu vén tay áo lên cố tình đi vài bước rồi yêu cầu mọi người dừng lại nhạc thanh phong chạy tới đó hỏi làm sao vậy tiếng lá xào sạc xung quanh cố tình nhìn những chiếc lá đang rơi xung quanh chúng ta hình như có thứ gì đó qua đây ngay sau đó một con sói xuất hiện sau lưng hồng trì bốn nam chính đều hét lên sói tại sao ở đây lại có sói tiểu nhạc yêu cầu im lặng đừng có kích thích bọn nó hoa lăng đứng đó rồi nghĩ đến rồi không ngờ rằng tên tùy tùng kia thật sự có năng lực bây giờ lực chú ý của mọi người đều ở trên sam sói là cơ hội tốt nhất trong khi đó hồng chỉ đứng ngay cạnh cô thì run run sói là loại trong công viên động vật không không phải dã thú thật sự hoa lăng bỗng giữ chặt lấy lồng ngực đau nhói có chuyện gì vậy đau quá rồi một con sói tới gần cô cô quyết tâm làm liều mà kệ đi chỉ mấy con dã thú không làm bổn tiểu thư bị thương được rút dây ra và nhảy lên lấy đà con gái lạc khi cung là vì gả vào nhà cao giúp gia tộc lấy được trợ lực nào đó mà tồn tại nếu như mình có thể gả cho minh chủ võ lâm tương lai nhạc thanh phong vậy cha và huynh trưởng bọn họ chắc chắn sẽ rất vui vẻ nhỉ cô lao tới bầy sói rồi kêu a à, hồng trì hoa lăng nghĩ rằng sau nghe thấy giọng cầu cứu phản ứng đầu tiên của mọi người đều là vươn tay ra sau đó lại sẽ vì sợ hãi co về như này rồi sẽ hình thành yêu nữ đẩy ta vào đám thú chứng cứ hoàn hảo thành công rồi bốn người con trai đó kêu lên hồ ly tinh hồng trì cẩn thận hoa lăng thắc mắc tại sao bọn họ lại nói cẩn thận ngay sau đó con sói tới lao vào hoa lăng cô chưa kịp phản ứng tại sao lại mà chỉ kịp nghĩ rằng có lẽ mình cách đám sói không gần như vậy chứ nhưng con sói đã ngay gần trước mắt cô cô lúc này chỉ biết nhắm lại và chờ chết tiêu rồi sau đó hồng trì tới và đấm vào con chó sói ấy chết lan ra gốc cây vẫn tại phong linh cung sau khi hồng trì đấm gục con chó sói ấy tiếng gì rào xung quanh trốn trốn mau còn hồng trì thì nghĩ rằng như vậy vừa đúng lúc chỉ cần toàn bộ các nam chính bị sói ăn hết cô liền có thể trốn khỏi các trói buộc nội dung chuyện rồi không cần phải sống những ngày lo lắng cho tính mạng nữa hồng chi nghĩ tới cảnh cả những nam chính đó đều nằm la liệt trên những vệt máu quỷ giáo trong cô bịt mắt cô lại hỏi rằng rất sợ sao cô bây giờ làm sao có thể đánh lại bầy sói chứ không cần phải lo những điều đó ngụy quân tử chửi cô làm tổn thương cô sau đó bầy sói lao tới cả đàn phải chỉ cần coi như không nhìn thấy là được rồi nhưng có chàng trai đứng trên cao nhìn xuống kêu cô cô muốn cứu em sao hồng chi chưa nghĩ xong thì tư đồ rượu hét lớn đám sói tấn công lên rồi hồng chi xách hoa lăng lên hoa lăng tiếp theo tôi sẽ chủ động xông vào bầy sói quấy nhiễu bọn chúng mà cô phải nhân khoảng thời gian này nghĩ cách đưa mọi người tìm ra đường sống hồng chi chưa kịp nói rồi đẩy hoa lăng đi ngay sau đó thì một con chó sói lao tới cô hoa lăng thắc mắc nhìn lại đưa mọi người tại sao chọn tôi hồng chi ngoái đầu lại với cô còn có thể vì sao nữa đương nhiên là bởi vì chỉ có cô mới có thể làm được hi hi hoa lăng trong nguyên tắc giỏi làm việc trí thông minh có lẽ cũng cao hơn nhiều so với các nam chính hồng chi vừa quay đi thì đấm con sói bay ra nhà thanh phong hét lớn này yêu nữ đừng tự sắp xếp nữa mau quay lại mọi người lưng kể lưng tạo thành một vòng tròn trong lúc đó hoa lăng yêu cầu nhạc thiếu minh chủ tư đồ công tử và ta tiến hành phòng ngự cô thiếu các chủ giỏi dùng ám khí cùng tam hoàng tử sử dụng cung tên bôi thuốc gây mê này ở trên vũ khí tấn công đám sói ba người con trai đó nhìn hoa lăng và hồng trì thuốc mê mà nãy hoa lăng nói là thuốc mà lạc hoa cung tự chế chỉ cần hòa tan một chút máu dã thú sẽ mất đi lực chiến đấu tất cả ai cũng làm nhiệm vụ của mình rồi còn có hồng trì loại bầy sói to như này hầu như đều có thủ lĩnh thủ lĩnh trọng thương có lẽ khí thế của bọn nó sẽ biến mất hoa lăng chỉ vào một con sói phía trước có lẽ chính là nó nhờ cả vào cô đấy hồng chi cười rồi lao lên giao cho tôi nhưng con quỷ trong người cô lại xuất hiện cô cô muốn làm gì đừng lo cho họ trốn mau con quỷ vẫn không ngừng lại yêu cầu trốn mau đi nam chính sẽ giết chết cô trốn mau tiếng nói cứ văng vẳng trong đầu hồng chi nghiến răng ổn chết mất rồi cô ấy lao tới con sói ta không cần biết bọn họ có phải nam chính hay không trên tay hồng chi đã có vết thương cô vẫn chiến đấu với bọn sói rồi lại nghĩ tới học sinh của mình cô cô muốn cứu em sao các học sinh của bà đây cũng không thể thiếu hồng chi đã tiêu diệt xong đám sói ấy cô thở phù tốt quá rồi đánh được sói đầu đàn sau đó cô ngớ ngác tại sao dây lụa lại tự chuyển động rồi rồi nàng tóm lại thử điều khiển dây lụa vẫn bay phấp phới lắt léo hồng Trì thử dùng lực với dây lụa vào thân cây thì thân cây vỡ ra răng rắc đợi đã lẽ nào mình cuối cùng cũng thành công nắm vững được nguyên thân hồng giáo chủ cô ấy tự nhìn vào bàn tay mình thiên la tà công bí thuật truyền dạy của hồng uyên giáo có thể dùng chân khí biến vải thành dao bầy sói đã tản đi năm người họ trừ hồng trì vẫn đứng thành vòng tròn quanh nhau cuối cuối cùng cũng an toàn rồi rồi bốn người con trai đi về phía hồng trì này Hồ ly Tinh cô không sao chứ? Lúc một mình nhảy vào đồ đàn sói có bị thương không? Hồng Trì từ trên vách đá nhảy xuống. Hi hi ta có thể có chuyện gì chứ? Cơ thể vô cùng tốt ăn cái gì cũng thấy ngon. Trong họa gặp phúc thành công tiếp thu được tâm pháp của Bổ giáo, Hồng Trì vừa nói vừa lượn trái lượn phải dây lụa, từ đồ rượu và nhạc thanh phong nhìn vẫn chưa hiểu gì. Rồi sau đó Hồng Trì vùng vằng cười ha ha, quần áo tự có cách nghĩ của nó, nhưng trong lòng cô thật ra đang rất bối rối vì mình không kiểm soát được mình không kiểm soát được rồi cô giả vờ ho và nói nhưng mày mà mọi người đồng tâm hiệp lực lần này chúng ta mới có thể thoát khỏi miệng sói hồng chi dù bị dọa cho gần chết cũng không quên tăng bốc chủ đề sự thật chứng minh hợp tác đội thật sự rất quan trọng nếu như không có yểm hộ của các người ta không thể an toàn bắt được sói đầu đàn cô vỗ tay tư đồ rượu đứng bên cạnh đắc ý phồng mũi đó là đương nhiên nhạc thanh phong đã hạ mình hồng tiểu thư cũng rất lợi hại hồng chi nghe vậy thì thích thú khoác vai nhạc thanh phong phấn khích ô hồng tiểu thư tại sao nhạc tiểu tử đột nhiên lịch sự vậy bị sức mạnh của tỷ tỷ thuyết phục rồi sao nhạc thanh phong đỏ mặt kêu buông buông tay ra thể thống gì Hồng Chi mới chợt nhớ ra à đúng rồi còn có Hoa Lăng, bạn học Hoa là MVP của hôm nay đó. Nếu không có cô ta chúng ta không thể thoát khỏi nguy hiểm thuận lợi như vậy. Giải thích thêm MVP là Most Valuable Player là người chơi được đánh giá là quan trọng nhất có thành tích tốt nhất trận và có những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu. Hồng Chi làm bộ làm điệu với Hoa Lăng nhưng có vẻ như Hoa Lăng đang không ổn định. Rồi cô ấy đổ gục xuống, Hồng Chi đỡ lấy và kêu Hoa Lăng, làm làm sao vậy? Mấy người khác chạy tới xem, hôn mê rồi. Hồng Chi vỗ vỗ vào mặt cô, này Hoa Lăng cô vẫn ổn chứ? sắc mặt cô ấy kém quá mất ý thức rồi mặt tái mét mồ hôi lạnh ra liên tiếp hô hấp không ổn định lẽ nào hồng chi hét lớn là bà gì đến rồi bốn người con trai kia vẫn chưa hiểu bà gì là gì hồng chi nghĩ lại học sinh của mình có người từng bị ngất không đúng tuổi của hoa lăng có lẽ còn nhỏ chứ đến ngày đó vậy là cái gì chứ phải cấp cứu nhanh một chút cô bắt mạch cảnh của hoa lăng rồi sau đó nhận ra đằng sau lông vũ có gì đó cô lấy lông vũ ra lấy trên cổ toàn là những vết mần đỏ khung cảnh tại lạc hoa cung lạc hoa cung là một hoa viên lớn các đệ tử trong cung đều là những chú chim thanh cao xinh đẹp trong hoa viên ta cũng muốn khoác lên mình một lông vũ mỹ lệ bay lượn giữa trời đất tiếng của một người phụ nữ hoa lăng đã nói bao nhiêu lần rồi không được động vào cây roi này nó được đan thành từ lông phượng hoàng vô cùng hiếm có chỉ thuộc về cung chủ tương lai của hoa cung lúc này hoa lăng mới 5 tuổi ô chỉ thuộc về cung chủ vậy vậy chỉ cần hoa lăng trở nên lợi hại lợi hại đến mức thắng được ca ca thì có thể trở thành cung chủ lấy được nó phải không người phụ nữ che mặt không biết nói gì chỉ đứng rồi lấy tay che miệng muội muội ngốc của ta đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa Hoa Lăng ngước lên nhìn rồi nói, "Hoa Lăng nghiêm túc mà, rồi người phụ nữ ấy sang gần Hoa Lăng, ha ha chỉ có nam nhân mới có thể trở thành cung chủ. Nếu như muội có thời gian còn không bằng học kỹ năng cai quản thêm nhiều chút, miễn cho sau này gả đi rồi còn gây phiền phức cho trong nhà." Hoa Lăng nhìn con chim nhỏ ngoài cành cây rồi tự hỏi, gây phiền phức là như thế nào, tại sao là nữ nhân thì sẽ gây phiền phức chứ? Hoa Lăng tỉnh dậy rồi ngồi thở dốc, trên trán đổ nhiều mồ hôi. Cô giữ tay lên đầu, lại mơ về lúc nhỏ rồi, không đúng vừa nãy mình nên ở trong rừng chứ. Hình như còn gặp phải bầy sói tập kích, còn hồng trì thì sao rồi hoa lăng chạy ra khỏi giường đáng ghét tùy tùng của gia hỏa kia lại dám hãm hại mình cô mở cửa phòng ra thì xô ngày vào a dũng nhị nhị tiểu thư cuối cùng cô cũng tỉnh rồi a dũng cầm trên tay bát thuốc kéo nàng lại cơ thể của cô không thích hợp ra ngoài mong cô nhanh chóng về phòng tiếp tục tĩnh dưỡng hoa lăng vẫn cố chạy không được ta phải đi tìm hồng trì a dũng mới thắc mắc không phải tiểu thư ghét cô ta nhất sao hoa lăng vừa nói phải vừa nhớ tới lúc hồng trì cứu cô ấy khỏi con sói cô ta suy nghĩ một lúc hoa lăng mới đứng lại và khoanh tay mặc kệ ta phải gặp cô ta a dũng đưa tay lên cảm hồi nhớ lại nhưng hồng yêu nữ kia hôm qua sau khi bế cô về học đường bởi vì cơ thể bị thương nặng đã xin nghỉ rồi còn bốn chàng trai kia mọi người lại đang chào đón và vỗ tay bồm bốp hồng Chi lúc đó một tay giữ bụng một tay giơ lên cố gượng cười ta ta sắp không được rồi xin về phòng nghỉ trong căn phòng hồng Chi nằm trong đống chân và run run báo ứng sao tại sao hoa lăng vẫn tốt trái lại mình đau 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 quá kỳ sinh lý thật đáng sợ lân nhi đứng bên cạnh cầm ngọn nến hồng Chi vẫn nằm trong chân đau 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 quá kỳ sinh lý thật đáng sợ lân nhi cầm bát nến đứng bên cạnh chủ nhân cô làm sao vậy hồng chi hé chăn ra lân lân nhi bụng ta đau quá rồi lân nhi sang gần ngồi lên cạnh giường hà ăn phải đồ ăn hỏng sao hồng chi trả lời không phải sau đó cô quay mặt đi rồi nói chính là cái nữ tử mỗi tháng loại chuyện này phải giải thích với thằng nhỏ như thế nào lân nhi cười thầm cô ta là đến quỷ thủy sao cậu ấy cố tình không hiểu ồ nếu như chủ nhân không nói rõ thì lân không hiểu đâu hồng chi quay mặt sang cố gắng muốn giải thích cô ngồi dậy và nói lớn ta bây giờ ở trong trạng thái mà nữ tử mỗi tháng bị một lần màng trong tử cung tự động dày lên mạch máu tăng sinh tuyến thể sinh trưởng tiết ra và trứng trong tử cung rụng xuống dẫn đến chảy máu sau khi thỏa mãn tính tò mò thì đừng quậy ta nữa rồi cô ấy bất lực nằm xuống lân nhi đứng đó rồi nghĩ nhìn tình hình bọn họ ở trong rừng hình như đã tiếp xúc với bầy sói hồng chi vẫn cứ ôm lấy bụng và kêu đau quá lạnh quá lân nhi nhìn lên vết thương trên bàn tay cô nhưng hình như trừ lão yêu nữ và hoa lăng ra trên người khác đến vết chảy cũng không có lân nhi đặt nến lên bàn cậu ta khó chịu nhưng cho dù thế nào thì điều này cũng chứng minh lão yêu nữ thật ra có năng lực có thể chống lại bầy sói lân nhi ngồi bên cạnh giường và mở hộp sơ cứu ra lấy bông và thuốc bột xem ra kế hoạch giết cô ta vẫn phải hoãn lại tạm thời tiếp tục giả vờ là tùy tùng nhỏ hiểu chuyện dính cô ta cậu ấy chấm thuốc lên vết thương hồng chi giật giật tay rồi hé mở mắt ra lân lân nhi đừng quậy nữa ta thật sự rất khó chịu rồi cô nắm lấy tay lân nhi lạnh buốt lúc nãy lão yêu nữ này đau hình như không khiến người khác chán ghét rồi cậu ấy đứng dậy và kiểm tra trong chăn chủ nhân thân nhiệt của cô thấp đến mức không bình thường rồi áo ngoài cũng quên thay hồng chi gần như mơ màng lân đang nói gì đã không nghe rõ nữa rồi cô nhắm mắt lại kỳ lạ thấy một cậu nhóc đang chạy bà gì là gì hoàn toàn không sợ mình đã từng rõ ràng là hoàn toàn không biết loại đau đó tại sao sau khi chạy đến trong cơ thể giáo chủ hồng trì lại biến thành như vậy người cô run rẩy đổ mồ hôi thì ra bạn bè nói trong chu kỳ kinh nguyệt một nửa là máu một nửa là nước mắt là thật lân nhi đứng cạnh gọi chủ nhân ta giúp cô thay y phục hồng trì nằm trong chân vẫn kêu lạnh lân nhi vừa cởi đồ vừa chấn an lập tức không lạnh nữa lân nhi cởi đồ trên người cậu ấy ra bỏ đi sớm muộn sẽ đòi lại sáng sớm chim hót líu lo hồng trì tỉnh dậy dính quá xoay người rồi nhìn thấy lân nhi đang nằm cạnh mình và ôm thân người cô hai chân cậu kẹp lấy chân cô đây là tư thế quái quỷ gì vậy rốt cuộc tối qua mình vừa đau vừa cuống đứa trẻ này lên giường kiểu gì vậy cậu ấy tỉnh rồi lân nhi vẫn trong tư thế ôm cô chủ nhân hồng chi quát lân nhi đừng chạm vào eo của ta tình huống bây giờ rất không ổn lân nhi lại ôm chặt cô hét lên a a lúc sau hồng chi ngồi trên ghế quấn chân và cầm theo chén trà bây giờ ta không thể động vào nước lạnh đành nhờ ngươi giặt ga giường rồi lân nhi bê theo chiếc ga giường xin lỗi ta không cố ý đẻ bụng đâu ngủ xấu quá tối qua suy nghĩ quá tập trung chủ nhân bây giờ cô thế nào rồi còn đau không có tiếng gõ cửa này hồng trì có ở đây không lân nhi vứt ga xuống định ra mở nhưng hồng trì đã quấn theo chiếc chân và lao ra đến đây xin chào tìm tôi có hồng trì chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ nhận ra đó là hoa lăng cô ấy đi tới và thở hồng hộc rồi hỏi thăm cơ thể cô không sao rồi chứ hoa lăng nhìn hồng trì từ trên xuống tại sao lại choàng chăn hồng trì gãi đầu ngại ngùng ai ia tối qua quỳ thủy đến rồi đều là con gái bạn học hoa về sau cũng phải chú ý nhiều hơn hoa lăng giấu đi thuốc trị thương đang cầm trên tay không cần cô phí tâm không đúng bản tiểu thư không phải đến nói chuyện sinh hoạt với cô chỉ là muốn khuyên nhủ cô một câu cẩn thận tên tùy tùng kia hắn rất nguy hiểm hồng Chi ngơ ngắp tùy tùng là chỉ hắn sao nhìn lại lân nhi ha ha bạn học hoa nói đùa à đứa trẻ nhà ta rất ngoan ngoãn làm sao có thể nguy hiểm chứ hoa lăng quay đi không tin thì thôi hồng Chi kéo tay cô lại ấy đợi đã bạn học hoa về sau vẫn nên hồng Chi chưa kịp nói hết câu thì hoa lăng bỏ đi nhưng khi nghe đến câu đừng chạm vào lông vũ nữa thì cô ấy dừng lại xem ra triệu chứng ngày hôm qua của cô có lẽ là dị ứng nghiêm trọng với lông vũ của loài chim cộng thêm vận động cường độ cao làm giảm đường huyết mới bị ngất. Hoa Lăng quay lại quát, cô muốn ta bị ra hỏa bỏ rơi sao? Rồi cô ấy đưa cây roi ra. Vũ khí của Lạc Hoa cung là cây roi chế thành từ lông vũ của loài chim, tôi không thể chạm vào lông vũ thì chỉ còn lại liên hôn, đây là giá trị duy nhất rồi. Tại Lạc Hoa cung một hoa viên lớn, người khác đều là con chim to nhã xinh đẹp, chỉ có ta không có lông mãi mãi không thể bay lượn. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng